Xin chào tất cả các bạn đã quay lại channel Riding On. Tình hình hiện tại của gacha Kamen Rider mới nhất vào năm 2023 có vẻ đang rất fail. Vậy còn điều gì tuyệt vời hơn khi chúng ta cùng nhắc lại tất cả những form về Kamen Rider Kiss series chỉ vừa ra mắt được một năm vừa rồi nhưng lại cực kỳ thành công về cả nội dung lẫn thiết kế Rider. Trong series của Kiss, vật phẩm biến hình chính là những chiếc buckle và tất cả chúng đều có tên gọi là Rare Buckle, nên mình sẽ gọi những chiếc buckle cơ bản đơn cử như Seal hay Arrow mình sẽ gọi là Rare Buckle, còn những chiếc buckle còn lại mình sẽ gọi là buckle đặc biệt hoặc là buckle tương thích cho các bạn dễ dàng phân biệt nhé. Và để mở đầu cho video, chúng ta sẽ cùng sơ lược về Kamen Rider Kiss lẫn nhân vật chính Ukyo Ace. Mở đầu cho những sự kiện bí ẩn trong series của Kiss là cuộc gặp mặt của chàng trai Ukyo Ace, người biết chắc chắn rằng mình sẽ lại một lần nữa nhận được Desire River từ cô gái Suburi, một người dẫn chương trình bí ẩn trong một trò chơi mang tên Desire Ranwit, nơi mà lòng tham con người sẽ được lấp đầy bằng chiến thắng của họ. Không biết là lần thứ bao nhiêu anh tham gia trò chơi này, nhưng anh thể hiện rõ phong cách tự mãn mặc dù trò chơi đã tới hiệp cuối. Cả thành phố bị tàn phá bằng một chiếc tàu khổng lồ từ đám người ngoài hành tinh với tên gọi Yamato, nhưng không những rider khác đang chật vật săn điểm để tìm ra người chiến thắng. Anh hết sức thản nhiên và uống trà tại căn phòng chờ. Sau đó anh đã kích hoạt một dụng cụ biến hình của anh với tên gọi Buckle, tạo nên phương tiện di chuyển đặc trưng của Kamen Rider là một chiếc xe máy, giúp anh di chuyển tới chiến trường và thực hiện chiến đấu. Form cơ bản của Kiss sẽ bao gồm hai phần Magnum Push. Hai chiếc buckle này có thể đổi vị trí với nhau với cơ chế Revolve On giúp anh thay đổi linh hoạt giữa phần trên và phần dưới. Biểu tượng ở giữa chiếc driver là Core ID với hình đầu cáo, cũng là linh vật đại diện cho Kiss, nhìn có vẻ chín chắn như thực chất đầy mưu mô và có những kế hoạch trước khi chiến đấu vô cùng rõ ràng. Đầu tiên sẽ nói về phần Magnum. Magnum là bộ giáp cơ bản với những phần vai nhô ra tương tự như đầu cáo, với một số chi tiết cam. Phần cổ giáp có biểu tượng nhìn giống như vòng tròn lửa hồ ly của loài cáo chín đuôi. Với tông màu chủ đạo như vậy, nó chắc chắn là buckle tương thích hoàn toàn với Kiss. Vũ khí cơ bản của hình dạng Magnum là hai khẩu pháo nhỏ gắn trên tay của anh, giúp anh tấn công kẻ thù ở phạm vi tầm trung và tầm xa. Ở phạm vi gần, nó cũng vô cùng hiệu quả khi tấn công kẻ thù. Magnum Booster, một khẩu súng được dựa trên hình dạng của Desert Eagle với băng đạn xoay của những khẩu súng cổ. Nó có rất nhiều trạng thái bắn cơ bản chỉ là một khẩu súng lục như bao khẩu súng khác. Khi anh kéo phần phía sau của súng, nó sẽ chuyển hóa những viên đạn hay những viên đạn có sát thương cao hơn. Trạng thái cuối cùng là chuyển hóa một khẩu súng nhắm, tấn công từ sau kẻ thù. Khẩu súng này cũng sẽ tích hợp đòn finish khi kết hợp cùng với Magnum Buckle, tạo phát bắn laser cực mạnh để nghiền nát kẻ thù. Sau khi Revolve On, phần Magnum sẽ chuyển xuống phần thân dưới của anh. Phần này không được thể hiện quá nhiều nhưng nó cũng phải tạo ra một đòn tất sát, chùm năng lượng khổng lồ bắn ra từ đôi chân được kích hoạt từ đầu súng của Magnum. Phần còn lại của Kiss là Boost. Ngoài việc tạo chiếc xe máy màu đỏ đặc trưng của Colorado, nó còn giúp anh gia tốc đòn đánh. Hai cặp ống xả ở hai phần chân mặt tay tùy thuộc dạng chiến đấu nâng cao tốc độ cũng như sức mạnh boost một phần động cơ nitro phía sau, làm lực đá lực đấm của Kiss lúc này cực kỳ hủy diệt. Ngoài khả năng gia tăng sức mạnh bản thân, nó còn khả năng giúp những buckle khác tăng phần nào sức mạnh. Hai phần động cơ khi tỏ toàn bộ nhiệt lượng giúp Kiss bay lên bầu trời để thực hiện đòn tất sát. Đòn tất sát của Kiss khi kết hợp cả hai phần là Magnum and Boost, anh sẽ biến chiếc xe của mình thành một con cáo với tông màu đỏ chủ đạo. Nó sẽ cùng anh lao lên bầu trời bằng sức mạnh của Push. Như bao rider khác, anh sẽ đào cú rider kick cực mạnh được bao phủ ngọn lửa là chiếc xe hình cáo của anh tạo ra, bao phủ cơ thể, đá sập cả một chiếc phi thuyền khổng lồ của kẻ thù, thể hiện khả năng vượt trội mà chiếc buckle Push mang lại cho Kiss ở đoạn đầu phim. Rare Buckle, những chiếc buckle không quá mạnh, chỉ là những vũ khí cơ bản. Cơ chế của Desire Ranwit là phân hóa cấp độ do là một trò chơi sinh tồn, nên những vật phẩm cơ bản như thế này vẫn luôn tồn tại ở đoạn đầu phim. Kiss cũng đã từng sử dụng qua rất nhiều vũ khí trong những Rare Buckle này. Tạo hình chung của những Rare Buckle trên cơ thể Rider sở hữu chúng sẽ là hai phần dây đeo tương thích với màu của buckle sở hữu và một phần giáp vai trái cũng như phần giáp ngực trái với biểu tượng của Rare Buckle đó. Phần buckle này sẽ nhỏ hơn so với buckle tương thích của Rider rất nhiều. Những Rare Buckle mà Kiss từng sở hữu là Seal, một tấm lá chắn nhỏ với tông màu xanh biển chủ đạo,
Hammer, một chiếc búa với tông màu hồng có khả năng tấn công. Nó còn có thể làm điểm tựa để giúp cho đồng đội bay cao hơn. Arrow, vũ khí là một chiếc nỏ cầm tay với tông màu xanh lá chủ đạo. May mắn là nó là nỏ chứ không phải là một cây cung. Drill, tông màu nâu đất và hình dạng là một chiếc mũi khoan. Anh đã kích hoạt nó khi sử dụng Fever Buckle. Đây cũng có thể xem là một trong những rare buckle có khả năng tấn công mạnh nhất, gia tăng khả năng tấn công cũng như xuyên phá kẻ thù. Nhưng trong tất cả, rare buckle với sức mạnh Water nghe có vẻ như rất lực, nhưng thực chất nó là một chiếc máy phun nước vô cùng yếu, không tạo ra lực bắn mạnh như một chiếc máy cắt thủy lực. Nó chỉ là một chiếc vòi nước cơ bản, khi bắn ra những luồng nước chẳng gây nổi sát thương đến những tên Yamato cơ bản. Nhưng trong tay của thần tham vọng Kiss, kẻ chưa thua bao giờ, thứ vũ khí tưởng chừng như phế nhất cũng trở nên vô cùng hùng mạnh. Kiss đã tận dụng vũ khí này làm một vũ khí cận chiến chứ không phải là vũ khí xa chiến, và dùng nhiều khả năng liên quan tới Boost Buckle để tận dụng tối đa khả năng từ chiếc Water. Trong màn cá cược với Buffa, anh đã tận dụng được một căn phòng trống, nén một luồng nước khổng lồ được tạo ra từ Water, sau đó giải phóng chúng để hạ gục một lượng lớn Yamato kẹt cứng trong căn phòng. Bản chất là một vòi phun nước nên nó sẽ kèm theo một vòi hút nước. Khi đến gần một vùng nước lớn như ao hồ, Water có thể hấp thụ lượng nước này để xả vào kẻ thù, khiến chúng không thể nào di chuyển. Sức mạnh thật sự của Water được kích hoạt cùng với Boost, nâng cao sức mạnh của Water. Lúc này, Kid có khả năng điều khiển dòng nước xung quanh và kết hợp nó cùng với con cáo được tạo ra từ Boost Buckle, hấp thụ lượng nước này để tạo ra đòn finish, đòn kết liễu đó mang tên Water Strike. Ở video tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về những buckle tương thích với những rider còn lại như Nago, Buffa, Tycoon, nhưng chúng lại sức mạnh tối thượng khi rơi vào tay của Kiss. Còn chiếc buckle để kết thúc cho video ngày hôm nay là chiếc buckle mạnh nhất trong chương đầu tiên về Kamen Rider Kiss Monster Buckle. Vòng chơi có thể coi là đầu tiên trong series đã dần tới hồi kết khi họ phải đối mặt với một tên boss Yamato thực thụ. Hắn ta mang hình tượng là quân mã trong bàn cờ vua, tạo hình là một cây xương rồng với hai chiếc đầu ngựa. Hắn xuất hiện hoàn toàn bất ngờ trước sự ngỡ ngàng của những nhân vật cộm cán trong Design Grid. Với kích thước là một tên boss khá nhỏ, tất cả những rider còn lại ngoại trừ Kiss đều lao thẳng vào tấn công hắn mà chẳng có bất kỳ sự phòng thủ nào. Chỉ có Kiss là đủ bình tĩnh để nhìn tất cả mọi sự việc. Đúng như tên gọi, một tên boss không thể nào dễ dàng bị đánh bại như thế. Hắn ta tấn công cũng như chiếm giữ lại chiếc lon mà hắn đang sở hữu. Trò chơi cuối cùng đã được gọi tên. Họ bắt buộc phải đá chiếc lon ra khỏi khu vực của Yamato để chiến thắng. Tên trùm quân mã này sẽ không để yên cho họ làm việc đó. Hắn ta sẽ liên tục hấp thụ người dân trong khu vực bằng chiếc cây xương rồng khổng lồ của mình nhằm gia tăng sức mạnh. Trận chiến ngày càng khốc liệt hơn, cho dù Tycoon có hoàn toàn thức tỉnh được sức mạnh của Ninja Buckle kết hợp cùng Boost, cũng không thể nào chiến thắng trò chơi. Tên trùm quá khó nhằn, hắn ta còn biết tới việc khi đá chiếc lon đi xa, hắn ta sử dụng tốc độ của mình để chụp lại chiếc lon đó. Còn đá ra khỏi phạm vi Yamato Area thì cũng đã quá muộn, hắn ta bây giờ đã quá mạnh, chỉ còn một cách duy nhất là tiêu diệt hắn. Nhưng sức mạnh từ đâu mà có thể tiêu diệt một tên quái vật khổng lồ như trong Super Sentai như thế này? Cảm thấy mọi chuyện đang dần đi quá xa, Game Master đã trực tiếp xuất hiện và trao cho ba người chơi còn lại, Buffa, Nago cũng như Kiss, ba quả trứng. Chúng sẽ nở ra kích hoạt được một thứ vũ khí gì đó giúp họ đánh bại tên trùm. Buffa và Nago quá nóng vội nên chỉ kích hoạt được hai chiếc rare buckle mang năng lực của trực thăng và mũi khoan. Nago thì không tính tiền, nhưng Buffa cũng biết tận dụng sức mạnh từ zombie ở phần thân dưới nhằm tạo ra một lực đẩy từ những bàn tay zombie. Anh tấn công được tên quái vật khổng lồ. Với sức mạnh có hạn từ rare buckle, Buffa đã rơi vào trạng thái ngặt nghèo và chuẩn bị hắn kết liễu. Cảm nhận được ý chí từ Buffa, anh lao tới với mục đích thức tỉnh được quả trứng của mình. Nhận cú chém cực mạnh từ tên trùm, quả trứng đã hoàn toàn nở ra. Một chiếc buckle với hình dạng tươi sáng của một cậu bé đang ngủ yên. Nó là một con quái vật đang chờ Kid đánh thức. Anh đánh thức nó và kết hợp tạo nên hình dạng Monster Form. Những vì sao bao quanh một màn đêm. Với biểu tượng ngôi sao khắp cơ thể, hai tông màu xanh biển cùng vàng và cặp nắm đấm khổng lồ cũng thể hiện cho sức mạnh hủy diệt mà nó mang lại. Đúng với hai chữ hủy diệt, khi ngủ càng lâu, chiếc buckle này sẽ tạo ra sức mạnh càng lớn. Nó đã gần như tỉnh dậy sau cả một giấc ngủ dài. Kiss chỉ tung duy nhất một đòn tấn công finish, tụ lực vào nắm đấm của mình. Hàng ngàn tinh tú tụ hợp vào nắm đấm. Anh ra một cú Rider Punch vào người tên Yamato khổng lồ. Hắn ta không phải bị đánh vào điểm yếu và xuyên thủng nó, mà đấm bay trực tiếp tên Yamato khỏi khu vực area và hủy diệt hắn chỉ trong một đòn duy nhất.
thể hiện sức mạnh áp đảo của hình dạng Monster Foam, chiếc buckle mạnh nhất lúc đó của Kiss. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 20.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Riding On, Thanh Quá Trinh. Hẹn xin.